Xin chào, mình là Nguyễn Thị Hồi, giám đốc kinh doanh của công ty dược mỹ phẩm Thanh Mộc Hương, khu vực Lai Châu, địa chỉ tại số nhà 048 phố Quyết Tiến, tổ 19, phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Mình đến với Thanh Mộc Hương từ năm 2017. Hiện tại thì mình đã kinh doanh Thanh Mộc Hương được gần 6 năm rồi, và một cái cơ duyên hết sức là tuyệt vời để mình đến với Thanh Mộc Hương đó là từ cái tiếp kem bôi da thuần mộc. Khi mà con mình mới sinh ra thì bé rất hay bị tràm sữa, mẩn ngứa, và mình sử dụng cái sản phẩm này cho bé thì mình thấy vô cùng an toàn và hiệu quả. Và sau đó thì mình đã quyết định bén duyên với Thanh Mộc Hương. Và một cái mối duyên mà mình gắn bó lâu dài với Thanh Mộc Hương còn bởi vì đây mình nghĩ là một con đường đi hết sức là nhân văn. Đến năm 2021 thì mình quyết định mở cửa hàng Thanh Mộc Hương, bởi vì mình muốn rằng là cái thương hiệu nhân văn này sẽ được cá nhân mình cũng như các bạn ở trong đội nhóm của mình lan tỏa được sâu rộng hơn tới tất cả các đồng bào ở khu vực Tây Bắc và đồng thời là trên khắp giải đất hình chữ S này. Bởi vì đây là một thương hiệu hết sức nhân văn và một môi trường kinh doanh hết sức tử tế. Và mình cũng nhận thấy một điều nữa, đó là cái sản phẩm của Thanh Mộc Hương là một sản phẩm organic, cho nên đây là một con đường kinh doanh bền vững, thì mình đã quyết định mở cửa hàng Thanh Mộc Hương. Một lý do tiếp theo để mình quyết định mở cửa hàng Thanh Mộc Hương kết hợp với spa Thanh Mộc Hương đó là mình nhìn thấy tiềm năng phát triển lâu dài và bền vững. Các sản phẩm, hệ sinh thái sản phẩm của Thanh Mộc Hương rất phù hợp với việc phát triển các dịch vụ chăm sóc, các dịch vụ của spa, cho nên mình quyết định mở mô hình này và để nhân bản mô hình này rộng hơn trong toàn hệ thống. Mình thì có sử dụng bộ đôi gội xả của Thanh Mộc Hương. Mình khi gội thì mình cảm thấy tóc rất là mượt và mùi thơm nó sảng khoái, dễ chịu và thư thái lắm. Và đặc biệt là mình rất ấn tượng với sản phẩm kem chống nắng của Thanh Mộc Hương. Là khi mà mình dùng kem chống nắng ấy thì là da nó rất là mịn, nó không bị dính khẩu trang, nó rất là trắng sáng và mình không cần phải thêm một cái lớp phấn dặm. Cái thảo dược của nhà mình rất là tốt. Gội xong là thấy nó thơm này, dịu và thoải mái. Cô rất thích. Trong suốt những năm mà mình gắn bó với Thanh Mộc Hương thì từ phía công ty và hai boss đã hỗ trợ mình rất nhiều, hỗ trợ đào tạo về các chiến lược kinh doanh, hỗ trợ đào tạo nghề cho toàn bộ hệ thống của mình, và ngoài ra thì còn hỗ trợ cái chương trình khai trương, hỗ trợ cửa hàng rất nhiều, những chương trình marketing để cửa hàng phát triển và kinh doanh tốt hơn. Hôm nay nhân dịp khai trương spa Thanh Mộc Hương, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới hai boss, boss Nguyễn Thành Công, boss Đào Thị Nhung, và cảm ơn tới quý công ty, cảm ơn đội ngũ truyền thông media của công ty đã về hỗ trợ rất nhiệt tình để mình khai trương được thành công. Và sau này để spa Thanh Mộc Hương cũng như cửa hàng Thanh Mộc Hương phát triển hơn nữa thì cũng kính mong tới hai boss và quý công ty quan tâm nhiều hơn, hỗ trợ nhiều hơn những chương trình marketing, những chương trình đào tạo nghề, những chương trình đào tạo chiến lược kinh doanh để hệ thống của giám đốc kinh doanh Nguyễn Hồi Lai Châu được phát triển mạnh và phát triển mạnh hơn nữa.